Đồ gỗ Sơn Hà xin kính chào quý khách. Và vâng, trước mắt của tất cả quý khách, đây là một bộ sofa Sito mẫu chân tuyền, mẫu đối, được cơ sở bên em làm trên nền chất liệu là gỗ hương đá của Nam Phi và làm theo một đơn đặt hàng của anh khách đến từ Hải Dương. Và bộ sản này của em đã có video phần mộc thô rồi, thì hôm nay cơ sở em đã hoàn thiện xong trước khi xếp lên xe để bàn trao trả cho anh, thì một cây ra để quay để lưu giữ kỷ niệm giữa anh cùng với cơ sở và đồng thời để giới thiệu quảng bá sản phẩm với tất cả quý hàng. Thì bộ sản phẩm này anh đặt bên bao gồm là có 6 món, một chiếc băng dài với kích thước chiều dài là 2m80, chiều sâu là 80 và chiều cao là 75. Hai chiếc ghế đơn có đồng kích thước như nhau, ngang là 1m1, sâu 80, chiều cao cũng là 75. Kẹp giữa hai chiếc ghế đơn là một chiếc đôn kẹp với kích thước là 80 x 40. À em xin lỗi, 80 x 60. Và chính giữa đây là một chiếc bàn toa 87 x 1m77 và một đôn kẹp đầu bàn 87 x 60. Hàng của sở em thì cam kết là 100% là gỗ hương đá và đang được sơn BU là máu ốc chó này. Và giải đáp cho bác luôn, khi mà gỗ hương đá sơn máu ốc chó này nhìn rất chìa sang và cũng như sẽ không bị mất vân không nhá, vân nó vẫn rất là nổi luôn đấy. Hàng thì toàn bộ vẫn là khung tranh mặt là dày 4 phân, ván mặt là dày 2 phân các bác nhá, khuôn 4 ván 2 đấy. Các bác xem này, toàn bộ phần ô tác quan kéo này được cơ sở với em là soi long khung đây. Soi long khung này là lâu quang hơn nhưng mà sẽ bền đẹp theo thời gian các bác nhá đấy. Và ngăn kéo này đang được cơ sở với em làm là dây gỗ và là mộng đầy đủ hết các bác nhá, mộng đầy đủ hết đấy. Và chiều cao từ mặt đất lên mặt ngồi của em rơi vào 30 phân, và khi các bác kê thêm đệm ra 12 phân nên nó sẽ rơi vào 42 phân. Và các bên đỉnh tựa này, đỉnh tựa là 75 nhá, 75 chứ không phải là hàng 70 thị trường. Và toàn bộ phần tựa lưng được cơ sở em đóng long khung xoay hình bịt gỗ cả hai mặt đấy, bịt gỗ cả hai mặt coi nhá. Và khung xương bao quanh này toàn bộ là dày 4 phân, dày 4 phân cực kỳ là dày luôn, và ván tựa là dày 1 phân rưỡi các bác nhá đấy. Mặt ghế, mặt bàn, mặt đôn hoàn toàn là ván liền tấm dày là 2 phân, còn riêng tựa lưng là dày 1 phân rưỡi các bác ạ. Đấy, hàng khác biệt thị trường các bác xem này đấy. Do anh bảo là làm một chiếc ghế đơn 1m4 thì ngồi nó sẽ không hết, nên là anh yêu cầu làm ghế 1m1 và làm hai tay tựa thôi để làm thêm một chiếc đôn kẹp ở giữa đấy, rất chi đẹp luôn. Bộ sản phẩm 6 món. Và chiều cao của tay tựa này, cơ sở bên đang làm với chiều cao là cao 30 để khi các bác ngồi ấy, mình tì tay không bị lệch vai. Và khung xương bao quanh này cũng được làm dày 4 phân hết các bác nhá, dày 4 phân hết và làm mộng chéo đấy, cực kỳ là đẹp và dày dặn luôn các bác ạ. Đây các bác xem này, thì với mẫu chân thuyền này trong quá trình sử dụng mình phải cho chổi và quét dọn cực kỳ tiện lợi và sạch sẽ luôn các bác nhá. Đấy, và bộ sản này sẽ có kính bàn, đôn kẹp đầu bàn và kính đôn kẹp giữa hai ghế. Đây, có đầy đủ ngăn kéo các nhá, đầy đủ ngăn kéo này, mộng này, dây gỗ này. Đấy, bàn cũng có ngăn kéo đây. Đấy, mộng dây gỗ đầy đủ hết các bác nhá. Và khi làm mộng này nó sẽ bền đẹp theo thời gian các bác ạ. Và chính giữa đây là một chiếc bàn to 87 x 1m77, thì với chiếc bàn này sẽ phát sinh thêm chi phí các nhá là 2 triệu đồng cho một chiếc bàn ván to này. Ván vẫn được ván liền tấm dày là 2 phân các bác ạ. Đấy, 87 x 1m77 các bác ạ, cực kỳ là giá trị luôn. Này, vân được cơ sở em lựa rất là đẹp luôn. Đấy, hay là chiếc đôn kẹp đầu bàn đây thì cũng làm là hai ngăn kéo hai bên cho anh sử dụng. Đấy, làm theo yêu cầu của anh các bác nhá. Cơ sở bên em thì có nhận làm hàng đặt theo yêu cầu, tùy theo kích thước, dài ngắn, độ dày mỏng, chất liệu gỗ, số lượng món các bác đưa ra. Thì anh yêu cầu cơ sở bên em cắt thêm là một bộ đệm da Cazola nhập khẩu từ Ý các nhá. Đấy, làm theo chia mảnh và rút chỉ theo yêu cầu của anh, dày 12 phân rất là đẹp luôn. Đấy, khi mà sở hữu một bộ sản phẩm da Cazola của Ý này thì nó sẽ đắt hơn là da Cleo các bác nhá. Đấy, và đắt hơn đương nhiên là chất lượng nó cũng sẽ tương xứng hơn. Đấy, và như bộ sản phẩm 6 món nha. Đấy, em đang bán với mức giá hoàn thiện xong xuôi, hoàn thiện xong xuôi cả đệm da Cazola của Ý và bàn to 87 x 1m77 nha, đang có mức giá là 61 triệu đồng các bác nhá, 61 triệu đồng. Đấy, và bác nào muốn giảm giá thành thì có thể cắt đệm da Cleo Hàn Quốc dày 12 phân chỉ có là 55 triệu đồng thôi các bác nhá, đệm da Ý là 61 triệu đồng. Và bác nào muốn sở hữu một bộ sản phẩm đẹp chất lượng nghe, alo em qua số này đây.
0584 4443 hoặc kết nối Zalo và đi chi xưởng của em ngụ tại Salina, huyện Đông Anh, thành phố Lạng Sơn nhé. Nhận làm hàng đặt theo cầu cũng như giao hàng toàn quốc, hỗ trợ vận chuyển tận nhà. Và video clip của em đến đây dài rồi, em xin kết thúc video ở đây. Xin chào.